Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Một cơn bão mùa đông mạnh đang ập vào miền trung nước Mỹ. Tuyết rơi dày ở các bang Missouri, Kansas và những bang khác đã làm đứt đường dây điện, khiến cho hàng ngàn người bị mất điện. Cơn bão đã buộc nhà chức trách đóng cửa những đường cao tốc xuyên bang và những xa lộ nhỏ hơn. Nhiều chuyến bay trong khắp khu vực cũng bị hủy bỏ. Chiếc váy mà đệ nhất phu nhân Michelle Obama mặc tại lễ trao giải Oscar vào ngày Chủ nhật khi phát sóng ở Iran đã bị truyền thông nước này chỉnh sửa lại bằng phần mềm Photoshop. Truyền thông Iran đã thêm tay áo và nâng đường cổ áo của bà Obama cao lên để làm cho bà nhìn kín đáo hơn. Không phải ai cũng có thể đặt chân vào được Bắc Triều Tiên, nhưng cựu ngôi sao bóng rổ của Mỹ Dennis Rodman lại có thể. Rodman cùng một số cầu thủ bóng rổ Mỹ khác đã đến Bình Nhưỡng vào ngày hôm nay để quay một bộ phim tài liệu. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.